Hello, chào các bạn đã đến với kênh YouTube Đam mê câu cá của mình nha. Thì ngày hôm nay mình ra hồ Gia Ui test bài mồi nền khoai lang ủ chua kết hợp với mồi ngũ cốc nha các bạn. Đây các bạn, đây là cái bài mồi nền khoai lang ủ chua mình đã làm cho các bạn xem khoảng 2 ngày trước. Thì buổi chiều ngày hôm nay là chiều thứ bảy, mình sẽ test cái bài mồi nền khoai lang ủ chua này cho đến chiều ngày mai, chiều chủ nhật nha các bạn. Mình sẽ kết hợp cái bài mồi nền khoai lang ủ chua này với lại cái mồi ngũ cốc của mình nha các bạn. Chỉ hai loại này trộn vài lại và đánh thôi, như vậy thôi nha các bạn, rất là đơn giản nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành trộn mồi cho mọi người xem. Các bạn chuẩn bị mình một cái thau để trộn mồi và một ít nước mình mới lấy ở dưới hồ lên vừa xong. Bây giờ mình sẽ đổ cái mồi ngũ cốc này ra ngoài cái thau này. Đó. Khoảng 500 g, không tới 5 g, khoảng 400 g mà. Hôm nay mình đánh 5 cần lăng xê. Mình sẽ trộn, mình còn tới đâu mình sẽ trộn tới đó nha các bạn. Còn đây, đây là cái bài mồi nền khoai lang ủ chua. Có bắp, có thóc ngâm, bắp trần, khoai lang đó. Hôm nay mình sẽ định mình câu cá trôi và cá dép. Với lại cá cho cái chép rất rất là cao nên mình sẽ trộn nhiều nền, tỷ lệ là khoảng là 4:6, mồi nền 4 còn ngũ cốc 6 nha các bạn. Đó, vậy là các bạn bóp đây, bóp cho nó đều hẳn ra. Mồi, cách trộn mồi cũng khá đơn giản, các bạn trộn lấy cái mồi nền bỏ vô mồi ngũ cốc rồi các bạn trộn sơ qua một cái đó, các bạn lấy tay bằng đảo này cho nó đều ra, nó thấm hết tất cả đi. Nếu mà nó khô thì các bạn lấy một ít nước ở dưới hồ lên, các bạn cho vào nữa là xong. Lầu hàng là có ngay một cái mồi để chúng ta đã câu cá rồi. Và nếu chỗ có các bạn mà cá mà nó khoái ăn cái mùi hương vị tanh á, các bạn có thể cho thêm một quả hoặc hai quả trứng vịt vào nha các bạn. Đây cá bắp nè, rất là ngon luôn. Giờ sẽ lấy nước hồ. Đây chỉ có mới một tầng cái nước lên rất 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 cao luôn các bạn, nước lên rất là nhiều đó, các bạn đảo là có đều lên để cho mồi chúng ta đã nở ra. Như vậy các bạn đã có ngay một cái thau mồi để chúng ta để câu cá cho chép. Mình không biết là với cái tình trạng mà thời tiết đang xấu và chuyển bão và nước dâng cao thế này, liệu cái bài mồi nền kết hợp với cái mồi của cốc này của mình có lên được cá hay không, và lên mà có lên cá và lên được cái gì và có lên được cá to hay không, thì các bạn cũng hãy cùng đón xem cái kết quả video mình đi test và từ chiều hôm nay đến chiều ngày mai cho mọi người cùng đón xem nha. Ok, đã xong, bây giờ mình sẽ nắn mồi vào lăng xê luôn nha các bạn. Đây nha các bạn, đây đây là cái lăng xê của mình bỏ trong cái hộp như thế này. Lăng xê mình đã có sẵn xốp và lửa trên này đó, lăng xê chỉ chạy lưỡi lưỡi số 7 nha các bạn. Mình câu lưỡi lớn không, dính cá rất là khó xảy, lưỡi số 7 luôn nha các bạn. Đây là một con cọng cọng dây dù BE mới, mình đang trải nghiệm thử cọng dây này nó sẽ như thế nào. Đó, 5 bộ. Mình làm cái cọng dây trục và dây thẻo cũng khá là dài, để tại vì cá ở đây nó nhát lắm các bạn, nên mình phải quyết định là mình phải làm dài như vậy để cho nó to, cho nó cho cá nó đỡ nhát, nó dặn ở mồi hơn xíu. Tại vì chỗ này mình câu á, gốc cây ở dưới nhiều lắm các bạn, dính cá mình bắt buộc mình phải bo bằng chết, chứ mình mà không bo bằng chết thì nó sẽ dính vào trong cái cây mắc mèo các bạn, không bắt được cá sẽ mất cá đó, bắt buộc mình phải phải bo bằng chết nha các bạn. Đó, việc nắn mồi vào cũng khá đơn giản thôi. Nó sẵn hết chúng ta 4 lưỡi ra và bốc cục mồi nhỏ nhỏ xinh xinh nắn vào trong cái lăng xê độ này. Tất cả mọi thứ mình đang xài đều là hàng độ, ngay cả mồi cũng là mồi độ, xốp độ, lăng xê độ, mồi độ.
Nhưng mà chỉ có cái là không độ, là lên cá là không độ thôi. Lên cá là cá tự nhiên, cá tự ăn, tự dính, tự đóng, không cần giật phải giật. Đó, tự ăn tự dính luôn. Con nào dính sâu thì còn, con nào mà dính cạn thì mất. Đơn giản như vậy thôi. Hy vọng ngày hôm nay mình sẽ đi test cái bè mồi này thành công và lên được những con cá trôi chép thật là to để quay cho mọi người xem. Mình cũng muốn ao ước có một lần để trải nghiệm, để câu được con cá chép khổng lồ hoặc là có trôi là thật là to để quay lên cho tất cả mọi người cùng xem lắm. Nhưng mà cái hồ này nó nhát quá à. Mới vừa bị cào cá xong, cái cá rất là nhát nha các bạn. Ok, mồi nó ngồi đã xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu câu nha. Mình sẽ quay trực tiếp lúc mà cận cảnh mà cá nó ăn cho mọi người xem nha. Ok. Ao cá bạn ơi, thu go rồi. Trời. Khủng các bạn ơi. Thằng khủng ơi. Thằng khủng ơi anh em ơi. Lên hàng rồi. Nặng lắm. Ừ rồi, xảy rồi. Xảy rồi. Trời trời, tiếc cái trời. Xong luôn. Bông rồi. Xảy rồi các bạn ơi. Quá trời tiếc các bạn ơi. Trời. Cái gì sao bông được trời. Quá tiếc các bạn ơi. Thôi kiếm con khác các bạn ơi. Quá trời tiếc rồi. Hello. À, em đang ở đầu bờ. Dùng dây các bạn ơi, con cá bạn ơi. Con cá rồi. Con cá rồi. Dùng dây rồi. Con cá bạn ơi. Ngồi nghe coi tao đam mê câu cá lên hàng nè anh. Chim cá rồi. Nhận không? Nhỏ à. Có cá được rồi. Trời 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 trời. Ừ. Ừ, ngon lành ngon lành. Cho trắng cái ghê chứ. Cho trắng nha các bạn. Có cá là vui rồi các bạn ơi. Sóng này cá hay vô lắm. Ê, chưa trắng nha các bạn. Đẹp chưa? Tuyệt vời tuyệt vời. Trong mắm trong mắm.